mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đạo diễn Hoa hậu Việt Nam hé lộ tình trạng của Hương Giang sau khi đột ngột rút khỏi chương trình. Vào chiều ngày 11 tháng 11, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã có buổi họp báo để chia sẻ về đêm chung kết. Trả lời những câu hỏi từ báo giới, đại diện ban tổ chức, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có những chia sẻ. Anh cho biết tôi nghĩ mọi việc cũng đã qua, Hương Giang đang có thời gian nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho những dự án tiếp theo. Chúng tôi đang nỗ lực làm sao cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhất, mang đến bầu không khí vui vẻ nhất cho khán giả. Về đêm chung kết, chúng tôi cũng đã chốt dàn ca nghệ sĩ. Thời gian này Hương Giang cần nghỉ ngơi, như chia sẻ của cô ấy, hơn là tiếp tục tham gia đêm thi. Cư dân mạng hiện đang tò mò về người thay thế vị trí của Hương Giang. Theo đó, đạo diễn bất ngờ tiết lộ rằng Binzy sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong phần thi áo tắm. Đây sẽ là phần thi nóng bỏng và đặc sắc trong đêm chung kết. Vào ngày 7 tháng 11, fanpage chính thức Hoa hậu Việt Nam thông báo Hương Giang đã gửi đơn xin rút khỏi vai trò khách mời tại chương trình. Trong bức thư tay, Hương Giang viết, Hương Giang xin được cáo lỗi cùng ban tổ chức vì không tham gia chương trình. Bởi trước sự việc xảy ra, Giang nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ và điều chỉnh hoàn thiện bản thân. Cùng với đó, cô cho biết sẽ ngừng một số hoạt động để tập trung cho công việc riêng. Một lần nữa cảm ơn và cáo lỗi cùng với ban tổ chức, Hương Giang kính chúc chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.